Hello, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mua bôi treo thì mình đi quay xe đi dưới công nhân nha các bạn. Thì đầu tiếp cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Đây mình đang ở trên cái tâm đạo văn hóa cái đại liệt sĩ ở phần vô quê mình nha. Ngay đang nằm cùng mình đây là chú chó Lucky. Dù chú chó Lucky còn đang bệnh nhưng mà chú chó Lucky vẫn cố gắng đi quay để kiếm tiền nha các bạn. Thì các bạn xem thấy hay thì đây ủng hộ nha. Đây là cái đài liệt sĩ nè, mình sẽ quay vòng quanh cho các bạn xem trong khi chờ đợi xe. Đây. Đây là cái ấp Liên Quá, ấp 2 nè. Này là ấp 2 nè. Còn một người bạn nữa, đó là một người bạn tên Phan Hiền nha các bạn. Hôm nay bạn nó cũng đi quay phim với mình. Thì kênh của bạn nó tên là Phan Hiền TV nha các bạn. Các bạn cũng đăng ký ủng hộ xem video các bạn thấy nha. Cây đây mọi người, chiếc xe tải đang đồ tua về cho các bạn xem. Thank you.
trước nữa.